phát hiện loài mới có ngoại hình y hệt quái vật ngoài hành tinh ở Nam Cực. Một loài mới vừa được tìm thấy ở vùng hẻo lánh thuộc Nam Đại Dương được đặt tên Promachocrinus fragarius. Nhìn bề ngoài người ta có thể lầm tưởng đó là một con bạch tuộc với nhiều xúc tu, nhưng thật ra là một loại sao biển cực kỳ quái dị. Promachocrinus fragarius có tới 20 cánh tay dạng xúc tu rất linh hoạt, vừa hoạt động như tay, vừa là những đôi chân giúp chúng di chuyển nhanh trong nước. Theo tạp chí khoa học Invertebrate Systematics, khi phóng to cơ thể ngoài hành tinh của con vật này, sẽ thấy các đốm rất nhỏ ở đỉnh của tất cả các nhánh của thân, trông giống quả dâu tây. Các đốm nhỏ này là nơi chứa những tua nhỏ được gọi là seri. Ở đoạn cuối của mỗi tua sẽ có móng vuốt nhỏ để hỗ trợ chúng bám vào đáy biển. Quả thật đại dương bao la nhiều điều bí ẩn thật mọi người nhỉ. Đừng quên follow kênh để biết thêm nhiều thông tin thú vị nhé.